Chiếc cơm này là cái gì? Là phong. Là phong còn rồi đó. Rồi tới đâu? Khô ráo rồi bắt đầu rửa sạch sẽ rồi đó, đem đi cắt. Đây hộp mà nghe. Hộp mà nghe. Đồ đạc lúc nữa. Lấy chùm em. Nữa. Đứng đó. Ừ. Rồi. Vậy mới được. Rồi. Vậy mới được đó. Được anh thành hai thành được không? Được không? Mở đằng này cho hết cái cột luôn rồi đó. Vậy đây cũng muốn lựa cái cột ra. Rồi, có cây tầm dông đó em có em.
ngay luôn đó. Đây nó cái gốc nó còn chắc không? Đấy, nó còn cứng không chứ? Nó cứng được sao cái này đâu?